Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ tiếp tục trên tay một chiếc FC mới về. Tháng này thì ICS về rất là nhiều FC đẹp và khẳng định luôn là shop số 1 bán FC tại Việt Nam luôn. Các bạn có thể thấy với chiếc FC này thì anh em có thể thấy là với mức giá rất là hợp lý và ngoài ra nó có những cái đặc điểm cực kỳ tuyệt vời. Mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy là chiếc này đẹp như thế nào. Và đây chính là chiếc FC 303 và các bạn sẽ có mã là FC 303WN5B6OS. Mình muốn nói là cái này tại sao nó lại đặc biệt. Vì thứ nhất, như các bạn đã thấy ở đây, trước đây chúng ta đã thấy FC với dây da màu nâu đậm, dây da màu đen nhiều, nhưng mà với cái dây da màu vàng này thì các bạn chưa thấy lúc nào. Đây chính là cái dây này, là dây zin của hãng FC. Các bạn sẽ thấy ngay, chúng ta sẽ có với cái công stang này đầy đủ này. Đó, và đây các bạn nhìn thấy một hình ảnh con đà điểu rất là đẹp. Và đây chính là dây handmade đà điểu của hãng. Và với cái dây handmade đà điểu của hãng này, nó đem đến cho chiếc này một cái vẻ đẹp rất là lạ, đẹp hơn rất là nhiều so với những cái dây mà các bạn đã nhìn thấy trước đây. Và sản phẩm này thì được bán tại ICS với giá chỉ khoảng 13 triệu rưỡi đến 13 triệu 9 thôi, tùy từng thời điểm. Với cái mức giá vậy thì anh em hoàn toàn có thể sở hữu rất là dễ dàng. Chiếc này sử dụng máy auto và các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái thiết kế đặc trưng của dòng FC303 Classic Index với cọc số La Mã đi xen lẫn với cả cọc số vạch. Và các bạn sẽ thấy ở 2, 4, 6 này, 8, 10, 12 là cọc số La Mã, còn ở các vị trí số lẻ thì dùng của chúng ta sẽ là cọc số vạch. Và chúng ta có một chiếc đồng hồ với size 40mm, độ mỏng nó khoảng tầm 9,7-75mm, rất là mỏng và anh em đeo công sở chiếc này cực kỳ tuyệt vời. Và thêm nữa có một bộ dây da như này thì thực sự rất là đẹp. Để mình giải thích luôn là cái mã OS ở đằng sau, OS này là viết tắt của Ostrich. Các bạn sẽ thấy ngay cái Ostrich strap ở dưới này, đó, tag của FC có ghi rõ luôn. Và chiếc này là của chúng ta thì sẽ có cái dây da đà điều chính hãng. Đây là một trong những cái đặc điểm nổi bật của dòng này và nó rất là đẹp. Nói về chiếc FC303 này thì nó vẫn như thường lệ, giống với những dòng FC khác, nó sử dụng máy FC303 based trên Celita SW200 với 26 chân kính này, 28.800 và 38 giờ tích cóp. Thì với một cái thông số như vậy, cơ bản như vậy thì các bạn sẽ có một chiếc FC với mức giá rất là tuyệt vời. Chiếc này thì giá hãng nó khoảng 1.595, tức là nó sẽ vào khoảng tầm 37-38 triệu gì đó, còn với giá của mình đang bán ra thì khoảng 14 triệu đổ xuống. Thì anh em có thể hoàn toàn đặt hàng tại ICS, đang có sẵn vài chiếc luôn. Đó, anh em nếu mà có nhu cầu thì có thể qua ICS để trên tay chiếc này và sẽ cảm nhận được cái độ đẹp của cái sợi dây này. Với cái sợi dây này thì các bạn khi mà mặc áo sơ mi đi làm thì thực sự là nó rất là đẹp. Nó nổi bật nhưng mà nó vẫn có gì đó là sang trọng và quý phái. Và các bạn có thể thấy ngay là cái sợi dây của chúng ta có những cái vân đặc trưng của dây da đà điểu. Đi kèm với em nó là một cái khóa xiên như thường lệ của FC và chúng ta cũng có logo FC ở đây. Đó. Chiếc này là đáy kín và nó sử dụng kính sapphire ở phía trước, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đằng sau thì chúng ta sẽ có những cái thông số như là chống nước 5 ATM này, kính sapphire này. Đó, và mã dòng cũng như là serial number của chiếc này. Trên đây là cái video trên tay nhanh chiếc FC303WN5B6OS. Nếu anh em có nhu cầu hãy contact Hợp và Cường và contact ICS để nhận chiếc này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.